Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung của Tuyệt Thế Đường Môn tập 266 anh em nhé. Mặc dù khí lưu chung quanh bị nhiệt độ cao ảnh hưởng khẽ vặn vẹo, thế nhưng nhìn qua lại không ảnh hưởng lớn đến hắn. Vũ Hào nắm một cái bình sữa cấp 6 chậm rãi khôi phục lại hồn lực của mình. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ mặc dù ăn gian vô lối, thế nhưng cũng không thừa dịp này để cho hỏa nữ nhân kia công kích hắn. Chẳng qua vẫn để hỏa nữ nhân đang ở đỉnh trạng thái ở bên cạnh mình. Vương Thu Nhi mặc dù ở khoảng cách khá xa, thế nhưng những chuyện phát sinh ở bên đó nàng đều mắt thấy tai nghe, không nghi ngờ chút nào. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tuy nói không tham dự chiến đấu, thế nhưng vẫn ảnh hưởng đến Vũ Hạo. Hơn nữa dưới uy lực của Dương Tuyền, cực hạn băng của Vũ Hạo đã bị yếu đi tương đối. Giữa tình huống như vậy, cho dù là có chiến ý như Vương Thu Nhi cũng hoàn toàn không tìm được nửa phần khả năng chiến thắng. Thật sự không có bất cứ cơ hội nào, thế nhưng mà không liều mạng thì có thể như thế nào? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ quy định phạm vi nhỏ như vậy, chiến đấu cũng phải tiến hành ở trong phạm vi đó. Vũ Hạo người làm sao có thể thông qua trận khảo hạch này đây? Mặc dù Vương Thu Nhi cũng không hy vọng Vũ Hạo vì quyển sách kia mà tiếp tục mạo hiểm, thế nhưng mà khi hắn gặp phải nguy nan, nội tâm của nàng lại hy vọng hắn có thể thắng trận này. Thông qua bình sữa để khôi phục lại hồn lực cũng không cần thời gian quá dài. Một lát sau, Vũ Hạo lại một lần nữa đứng lên, tay trái vừa nhấc, một khẩu trọng pháo đã hiện ra trên vai của hắn. Đúng là đinh trang hồn bạo đạn pháo mà hắn từng sử dụng. Một quả cao bạo đạn nhanh chóng được nhét vào trong họng pháo. Nhưng thực vật hệ hồn thú cũng đã lần đầu tiên thấy được hồn đạo khí. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng không biết Vũ Hạo đang làm gì, chẳng qua là tò mò nên quan sát. Vũ Hạo đem miệng pháo hướng ngay về hướng hỏa nữ nhân trầm giọng nói: "Tiên bối, ta đã chuẩn bị xong, chỉ cần ta không bước ra khỏi phạm vi xung quanh ngài thì sẽ không tính là thua đúng không?" Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nói: "Đúng vậy, chỉ cần ngươi không bước ra ngoài là được, đến đây đi." Vừa nói xong, hỏa nữ nhân kia lập tức xoay người phóng ra, hỏa diễm song đao cua ra đánh tới Vũ Hạo, sóng nhiệt kinh người lần nữa là hướng tới. Uỳnh một tiếng, đinh trang hồn bạo đạn pháo vang lên, một đoàn hồng quang trần oanh kích đi. Sở dĩ Vũ Hạo chọn cao bạo đạn không phải là muốn tăng thêm nhiệt độ, mà là muốn nhờ bạo tạc lực lượng cường hãn của nó. Đừng thấy Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ là 10 vạn năm hồn thú, nhưng mà lãnh địa của nó chỉ có bấy nhiêu lớn mà thôi. Dựa theo tình huống bình thường, uy lực của một viên cao bạo đạn cấp 5 có thể săn phẳng hết thảy vật phẩm ở trong phạm vi 100 thước, sóng xung kích có thể lan tràn từ 300 thước đến hơn 500 thước. Âm thanh cao bạo đạn trong nháy mắt đó nổ vang, cảm xúc của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cũng thay đổi. Hỏa nữ nhân bị chấn bay về phía sau, nổ tung lực lượng cũng trần quách trường ra. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ không hổ danh là 10 vạn năm hồn thú, hắn liền phát hiện ra không ổn. Nháy mắt trong không khí nhất thở kịch liệt vặn vẹo, kinh khủng nổ tung lực lượng, sóng xung kích, tất cả đều bị chấn bay tứ tán trên không trung. Cùng với lúc đó, một tầng hỏa hồng sắc quang mang cũng từ Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ lan tràn mà ra, bao trùm toàn bộ lãnh địa của mình, đồng thời cắn nuốt sạch sẽ nổ tung lực lượng của cao bạo đạn. Vũ Hạo dám làm như thế hiển nhiên là đoán được Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ sẽ xuất thủ. Thế nhưng mục đích của hắn chỉ là muốn tăng đầy đủ thời gian cho mình mà thôi. Hỏa nữ nhân bị đánh bay cần phải có thời gian mới quay về được, còn Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ thì bận đối kháng với cao bạo đạn. Bất ngờ như vậy tự nhiên sẽ không thể nào khống chế hỏa nữ nhân kia. Đây chính là cơ hội. Bốn hồn đạo thổ thiên khí sau lưng đồng thời bộc phát ra, Vũ Hạo cũng không xông về phía hỏa nữ nhân kia. Nhân cơ hội Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ không kìm phòng hộ đi giết chết nó, bởi vì hắn biết mình không thể làm được. Hỏa nữ nhân bị chấn bay về phía Dương Tuyền nóng bỏng, ở nơi đó thì nó là bất tử. Đừng quên bản thân nó chính là do Dương Tuyền nóng bỏng kia ngưng kết mà thành. Vì vậy, bốn hồn đạo thổ thiên khí là đồng thời bộc phát ra xuống đất, trong khoảng khắc thôi động thân thể của hắn phóng thẳng lên trên trời cao. Khi mà Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kịp phản ứng, Vũ Hạo đã phóng lên cao hơn 50 thước, phi hành hồn đạo khí sau lưng mở ra, mang theo thân thể quán bay lên trên cao hơn nữa. Điều này sao có thể? Hắn mới có ngũ hoàn làm sao lại có thể bay? Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ có một chút ngẩn người, đối với một nhân loại mới có ngũ hoàn lại có thể bay thật sự không thể lý giải. Hắn lạc hậu, Vũ Hạo trong lòng thầm suy nghĩ đến đó. Lúc này trên mặt của hắn còn có nửa phần bi phẫn, một nụ cười tự tin hiện ra trên mặt của hắn. Toàn bộ trận đấu lúc trước có thể nói hắn đều là thử dò xét, cho dù là lĩnh vực cũng vậy. Hắn biết rõ không thể nào dễ dàng thông qua khảo nghiệm như vậy. Nếu như là công bằng tỉ thí, hắn có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng dưới sự khống chế của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng với Dương Tuyền nóng bỏng kia, làm sao hắn không biết mình nửa điểm cơ hội cũng không có. Vì vậy hắn một mực lặng lẽ quan sát. Nhờ cảnh giới tinh thần lực lượng sau khi tiến hóa đạt đến hữu hình vô chất, rốt cuộc thì cũng giúp hắn nghĩ ra được một biện pháp. Mà thế thân thể của Vũ Hạo đã vọt lên cao hơn 100 thước. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ mặc dù cũng có thể công kích cao như vậy, nhưng trận khảo hạch này là giữa Vũ Hạo với hỏa nữ nhân kia. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ có thể ở bên cạnh phá đám, nhưng nếu trực tiếp ra tay với Vũ Hạo thì hiển nhiên là đã vi phạm khảo hạch. Bởi vậy nó cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Hạo càng bay lên cao, không rõ hắn muốn làm gì. "Này Nguyên Gian, ngươi thua nha, ngươi đang ra khỏi lãnh địa của ta." Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ hướng về không trung nói. Nghe vậy Vũ Hạo nói:
Không có, ta đâu có ra khỏi phạm vi của ngài. Ta từ dưới bay thẳng lên trên, vẫn còn ở trong phạm vi hình trụ của ngài, không có thoát ra bên ngoài. Chỉ cần ta không bay ra khỏi cái hình trụ này, ta cũng không tính là thua, đúng không? Tiên bối, hãy tiếp tục trận khảo hạch này, ngài cũng không nên lừa ta chứ. Vừa nói xong, trọng pháo trên tay quán đã nạp thêm một quả định trang hồn bảo đạn pháo, một quả cao bảo đạn cấp 5 nhắm xuống phía dưới bắn ra. Trên ngực của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ nhất thời sáng lên một tầng hồng quang, đối với nổ tung lực lượng cường hãn của cái thứ kia, trong lòng của nó vẫn còn sợ hãi. Lực nổ tung đó nó không coi vào mắt, cũng không thể nào đả thương được nó, thế nhưng lại có thể phá hoại đất, mà đất đối với thực vật lại là thiết yếu. Hơn nữa nó cắm rễ ở bên bờ dương thuyền nóng bỏng kia, một khi đất bị hư phá, dương thuyền kia tràn ra ngoài sẽ là tai nạn hủy diệt đối với thực vật chung quanh đây. Điều này cũng không phải là điều nó muốn thấy. Ngay lúc này, vua bóp có một đoàn hồng quang phát ra mang theo hơi thở điên cuồng oanh kích xuống phía dưới. Thế nhưng mà khiến cho Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ kinh ngạc nhất chính là một pháo này của vua hạo không bắn về hướng của nó. Đạn pháo vẽ ra một vòng cung ở trên không trung, rơi xuống rất xa về phía băng tuyến bên kia. Trong nháy mắt, khi mà hồng quang tiếp xúc với hồ nước màu trắng thì kịch liệt nổ tung lên. Mà tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của vua hạo. Cũng giống như trước, vua hạo không phải muốn lợi dụng nhiệt độ cao khi mà cao bạo đạn nổ ra, mà là lợi dụng lực oanh kích của nó. Nhiệt lượng do cao bạo đạn bắn ra nhanh chóng đã bị hàn cực kia cắn nuốt, thế nhưng mà nó cũng bị kinh khủng nổ tung lực lượng đánh vào. Trong nháy mắt, hàn cực băng tuyền nổi lên một cuộn sóng ngập trời, băng tuyền bị đánh lên chừng 30 thước cao. Dưới sự cố ý khống chế của vua hạo, băng tuyền kia đang rơi xuống hướng của dương tuyền. Cũng ngay lúc này, trên người của vua hạo chợt bay ra một đạo cam kim sắc quang mang, giống như là một viên đạn pháo vậy, oanh kích chính xác vào phần nước sưng lên của hàn cực băng tuyền. Một màn kỳ dị xuất hiện, hàn cực băng tuyền mang theo hơi thở vô cùng lạnh lẽo vốn đang hướng dương tuyền rơi xuống, thế nhưng lúc này đột nhiên đứng yên ở trên không trung, giống như chúng phải định thân thuật vậy. Thân thể của vua hạo cũng nhân cơ hội này hạ xuống cách mặt đất 30 thước, bích lục sắc quang mang phóng xa, phía trên hàn cực băng tuyền cách đó không xa, một thân ảnh nho nhỏ tản mát ra cam kim sắc quang mang, một đôi tay nhỏ bé mở ra hướng hắn cười khúc khích. Ngay sau đó, một màn thần kỳ xuất hiện, thân thể của tiểu tuyết nữ trong nháy mắt đỏ lớn lên, còn nước mà hàn cực băng tuyền kia dựng lên cao thì lại biến mất với tốc độ kinh người. Không nói chính xác, hẳn là bị nàng hấp thu. Tiểu tuyết nữ lúc trước khi mà cùng với vua hạo thi triển tuyết vũ cực băng vực cũng đã từng xuất hiện ảo ảnh của tuyết đế, thế nhưng lúc này lại bất đồng. Hồn lực tuyết đế giống như là chân chính trưởng thành, lập tức biến thành một thiếu nữ, cuối cùng khôi phục đến băng thiên tuyết nữ hình thái. Băng tuyết bao trùm ở trên người của nàng tạo thành y phục màu trắng, đôi mắt to trong suốt màu xanh đậm phảng phất có thể chiếu rọi thiên địa, tóc dài màu băng lam xõa ra ở phía sau, giống như là một dòng sông băng cổ xưa vậy. Hơi thở cực kỳ lạnh lẽo trong nháy mắt đó tràn ngập khắp không trung. Ngay cả hơi thở của Dương Tuyền cũng hoàn toàn bị hàn khí áp chế. Ngay cả vua hạo cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Sau khi hắn cẩn thận quan sát cũng đã định ra một chiến thuật của mình. Mục đích của hắn rất là đơn giản. Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ cùng với hỏa nữ nhân kia không phải là mượn uy lực từ Dương Tuyền sao? Nếu nơi này tên là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, như vậy bên này chính là Dương Tuyền, bên kia chính là băng tuyền. Dương Tuyền đối với ta tước nhược, băng tuyền dĩ nhiên đối với ta tăng phúc. Vì vậy mục đích hắn bắn ra cao bạo đạn chính là muốn mượn uy lực của băng tuyền, sau đó lại một lần nữa thi triển tuyết vũ cực băng vực bằng một kích cực mạnh từ không trung đánh xuống. Một kích giải quyết hỏa nữ nhân đã mất đi sự che chở của Dương Tuyền kia, không để cho Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ tìm được lý do, trận chiến này coi như xong. Thế nhưng ai ngờ sau khi tiểu tuyết nữ hấp thu hàn cực băng tuyệt kia, lại xuất hiện ra một màn kỳ dị như vậy. Tiểu tuyết nữ trưởng thành thật sự biến thành băng thiên tuyết nữ, hơi thở của tuyết đế, ngay cả nội tâm của vua hạo cũng có một chút run sợ, mà bốn hồn hoàn màu cam trên người quán lại càng phát ra mãnh liệt quang sắc chưa từng có. Vua hạo chỉ cảm giác được hồn lực trong cơ thể của mình bắt đầu điên cuồng khởi động. Vào giờ khắc này, hắn thật sự có thể dựa vào hồn lực để phi hành. Dựa vào hồn lực phi hành, tu vi cần phải đạt đến thất hoàn hồn thánh, mà hắn cũng chỉ mới có ngũ hoàn thôi. Nói một cách khác, vào giờ khắc ngắn ngủi này, hắn thậm chí có thực lực là thất hoàn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kể từ khi tiến vào phạm vi của băng hỏa lưỡng y nhãn này, những chuyện kỳ dị cứ ùn ùn không dứt xuất hiện. Tuyết đế nhìn vua hạo một cái, ánh mắt của nàng quả là có một chút phức tạp, hình như có một chút thân thiết nhưng lại có một chút bài xích. Có điều nàng cũng chỉ là nhìn một cái mà thôi. Sau một khắc, ánh mắt của nàng đã chuyển hướng đến Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ phía bên dưới. Hừ lạnh một tiếng, tuyết đế hướng về phía dưới bay xuống. Chỉ thấy hai tay của nàng ở trên không trung hạ xuống, cực hàn băng tuyết nhất thời là dữ dội lên, băng tuyền lại tăng vọt đến cao hơn trăm thước, trở thành bối cảnh của tuyết đế. Ngay sau đó, ở bầu trời của băng hỏa lưỡng nghi nhãn, cuồng phong gào thét, bóng tuyết bay múa, trong nháy mắt làm không trung biến thành một cảnh tượng tan tóc. Không chỉ có như thế, dưới sự dẫn dắt của tuyết đế, cực hàn băng tuyền kia phân ra một bộ phận hóa thành màu hào quang, đem dương tuyền che đậy lại, đem nhiệt lượng của nó hoàn toàn ngăn cách. Tuyết nữ sắc mặt như băng, hơi thở của cực hàn băng tuyết lúc này hướng vào trong cơ thể của nàng với tốc độ kinh người.
Bùi Hạo Huyền Phù ở giữa không trung chỉ cảm thấy thân thể của mình cũng theo sự hấp thu của tiết nữ mà bành trướng. Vô luận tiết đế hồn linh tính tự chủ là mạnh bao nhiêu, cũng phải phụ thuộc vào cái khế ước trên người của hắn. Hơi thở của tiết đế cứ kéo dài tăng lên, Bùi Hạo cũng có một chút không chịu được. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân thể của hắn cũng sẽ bị năng lượng cực hạn băng kinh khủng kia làm cho bạo nổ. Tuyết đế, ta chịu không được nữa rồi. Vũ Hào quát to một tiếng. Nếu như hắn chết, tuyết đế mất đi chỗ dựa cũng giống như trước phải chết theo. Tuyết đế liếc hắn một cái, thế nhưng giống như là không có nghe được lời của hắn, tay phải hướng về Vũ Hào chỉ một cái, băng lam sắc quang mang quen thuộc bắn ra, trong qua là lớn hơn gấp trăm lần, trực tiếp rơi vào dưới chân của Vũ Hào, ngưng kết thành một cái cự đại băng hàn ở giữa không trung, nâng đỡ thân thể của Vũ Hào, không để cho hắn rơi xuống dưới. Đại lượng băng tuyết lúc này đã bắt đầu từ không trung lan tràn đến mặt đất. Thực vật ở bên kia băng tuyền còn tốt một chút ít, bọn chúng đều thích rét lạnh, thế nhưng mà thực vật bên phía dương tuyền đã bắt đầu có một chút lạnh run do mất đi hơi thở dương tuyền bảo vệ. Hơn nữa cực hạn băng nhiệt độ siêu thấp, không ít thực vật cũng tản mát xa hơi thở của chính mình, chống cự lại băng tuyền từ trên trời sáng xuống. Vũ Hạo chỉ cảm thấy huyết mạch của mình hình như là cũng ngừng kết thành băng, thân thể sau khi bành trướng lại càng rung lập cập, thế nhưng cho dù tuyết đế phóng ra hơi thở ở ngay trước mặt, hắn căn bản cái gì đều không làm được, thực lực chênh lệch thật sự là quá lớn. Tuyết đế cứ hạ xuống hướng về liệt hỏa hạnh kiều sơ, cảm giác lúc này của gốc tiên thảo kia cũng đã kinh ngạc mà cực độ. Ngươi, liệt hỏa hạnh kiều sơ không có dương thuyền phụ trợ, hơi thở cũng giảm mạnh huống chi, dưới hơi thở áp bách của tuyết đế, thân là 10 vạn năm hồn thú nó lại có cảm giác bất lực. Đây mới thực sự là đế hàn thiên, bao phủ cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn, ngay cả độc chướng ở trên không trung đều bị tác dụng của hàn khí thổi bay ra xa, căn bản không rơi xuống dưới. Tuyết đế lạnh lùng nhìn liệt hỏa hạnh kiều sơ rồi nói: mới vừa rồi ngươi không phải rất là đắc ý sao? Vừa nói, tay phải của nàng hư không vung lên, chỉ thấy một đạo quang nhuận màu xanh đậm như muốn đem thế giới phân cách chợt lóe lên rồi biến mất. Hỏa nữ nhân bên cạnh liệt hỏa hạnh kiều sơ đã biến mất không còn một dấu vết, hóa thành một đám mây. Còn mặt đất chung quanh liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng thật nhanh biến thành một mảnh băng lam. Đó là khảo nghiệm, là người kia lưu lại khảo nghiệm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không thể đụng đến ta, nếu không sẽ phải chịu thiên kiếp. Âm thanh của liệt hỏa hạnh kiều sơ có một chút run rẩy. Mặc dù hiện tại tuyết đế cũng không phải tuyết đế chân chính, thế nhưng mượn cực hạn băng tuyền, cực hạn rét lạnh cùng với thiên địa nguyên lực khổng lồ, tuyết đế hồn linh tạm thời có lại thực lực ban đầu của chính mình. Kể từ khi nàng lựa chọn trọng tù thành người, bị loài người bắt đi, về sau lại rơi vào trong tay của Kính Hồng Trần, vất vả đường Vũ Hạo cứu ra, sau đó bị cực thái lai hóa thành hồn linh. Nội tâm uất ức của nàng có thể nghĩ được, đã từng là người thống trị đất cực bắc, thế nhưng lúc này chìm nổi đến thành hồn linh của người khác. Mặc dù cũng cảm kích Vũ Hạo giúp nàng, thế nhưng ở sâu trong nội tâm sao có thể cam tâm được đây? Thiên khiển, ha ha ha, thiên khiển. Âm thanh của tuyết nữ chợt cao vút, mặc dù như thế vẫn rất là dễ nghe. Thiên khiển, ta đã trải qua 6 lần, cũng vì tránh né thiên khiển lần thứ 7, ta mới luân lạc tới cái bộ dạng hiện nay. Ngươi nói thiên khiển với ta, tốt lắm, trước tiên ta sẽ làm thiên khiển của ngươi xem sao. Vừa nói, tay phải của tuyết đế chậm rãi giơ lên, bàn tay của nàng phảng phất như là nặng ngàn cân. Còn băng tuyết ở giữa không trung bắt đầu quỷ dị kịch liệt xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Trong khoảng khắc đó, ở giữa không trung của băng hỏa lưỡng nghi nhãn hội tụ thành một cái vòi rồng băng cực lớn và vô cùng kinh khủng. Tuyết đế tam tuyết, đại hàn vô tuyết. Nếu như một trường này rơi xuống, đó chính là một kích mạnh nhất của tuyết đế. Tu vi 70 vạn năm, xếp hạng thứ 3 trong thập đại hung thú, người đứng đầu tam đại thiên vương ở cực bắc. Không! U Hương Khỉ La tiên phẩm lớn tiếng kêu ra, không chỉ có mình nó, vào lúc này, trong phạm vi của băng hỏa lưỡng nghi nhãn có hơn 20 gốc cây tiên phẩm dược thảo tất cả đều phóng ra quang sắc mãnh liệt. Những quang sắc này nhanh chóng tụ tập thành một cái màn hào quang cực lớn ở trên không trung, chống cự lại vòi rồng băng kinh khủng đang rơi xuống kia. Tuyết đế hừ lạnh một tiếng, hữu trưởng giơ cao, mang theo quân lâm thiên hạ lạnh giọng nói, các ngươi nghĩ là có thể ngăn cản được ta hay sao? Tuyết đế, không thể. Âm thanh khàn khàn của Vũ Hào vang lên ở trên không trung. Thân thể của tuyết đế chấn run nhẹ một cái. Mặc dù nàng tạm thời khôi phục được trí nhớ của mình cùng với thực lực, thế nhưng mà dù sao nàng cũng vẫn là hồn linh của Vũ Hào. Cũng như hiện tại nàng đã cảm nhận được thân thể của Vũ Hào đã không chịu nổi nữa, nên cũng không tiếp tục hấp thu thiên địa nguyên lực của cực hàn băng tuyết. Đối với ý niệm của Vũ Hào, nàng cũng không thể nào hoàn toàn kháng cự. Ngươi câm miệng, ngươi đã quên mới vừa rồi bọn họ làm sao đối phó ngươi sao? Tuyết đế lạnh lùng nói. Vũ Hạo nói, nơi này chính là thiên đường của thực vật, băng hỏa lưỡng nghi nhãn lại càng là mảnh đất thần kỳ mà trời cao ban cho Đấu La đại lục. Hơn nữa, ta phải vì Đồng Nhi tìm được tương tư đoạn trường thảo, đi cứu mạng của nàng. Nếu như nàng chết, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình. Đến lúc đó, chẳng những người phải chết, ngay cả băng đế cũng không cách nào sống lại. Tuyết đế, đừng thương tổn bọn họ cũng không có ác ý. Những lời nói trước của Vũ Hạo hoàn toàn không ảnh hưởng đến Tuyết đế được. Chỉ khi nghe hai chữ băng đế, thân thể của Tuyết đế mới chậm xuống, thủ trưởng chậm rãi hạ xuống. Cặp mắt to xinh đẹp thế nhưng tràn đầy sơ xác tiêu điều của nàng nhìn thẳng về phía liệt hỏa hạnh kiều sơ, trước mặt đã lạnh run sẽ nói, khảo hạch của hắn qua hay không qua?
Qua qua, dĩ nhiên là qua. Liệt hỏa hạnh kiều sơ cũng không phải là quật cường mũi tứ. Đối mặt với cường quyền chỉ có thể nhịn nhục khuất phục. Ở trong đám tiên phẩm dược thảo, nàng đang trực diện đối mặt với tuyết đế. Thuộc tính của bản thân vừa vặn bị tuyết đế khắc chế. Cực hạn hàn khí ở trên người tuyết đế nó thật sự là không chịu nổi.